Hello, xin chào các bạn nha. Hiện tại thì hôm nay là Việt Nam mình tăng thêm một ca nhiễm Covid-19 đấy nha. Nói chung là mọi tình huống là vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Mà hôm nay mình làm cái video này để nói về cái vấn đề là cái anh một số người người ta khi cách ly người ta thái độ này nọ thì mình không có thích lắm nha. Đó là quan điểm cá nhân của mình thôi. Bởi vì đây là cái đại dịch của toàn thế giới. Nên là hiện tại thì theo mình đánh giá thì ở Việt Nam mình đang cách ly rất là tốt và chăm sóc cái người cách ly cũng rất là tuyệt vời. Chính vậy nên các bạn đừng có ý kiến này nọ nữa. À, cái anh Vũ Khắc Tiệp gì đó thì anh cũng thái độ rồi nói là ở đây nóng bức rồi các kiểu thì mình nghĩ nó không đúng. Bởi vì cách ly là cách ly chung, người giàu hay người nghèo gì cũng vậy thôi. Khi nhà nước người ta đưa ra cái chế độ cách ly là nó chung hết cho mọi người, chứ không thể phân biệt đối xử là anh có tiền, anh giàu là anh phải được cách ly như thế này. Đây là một cái đại dịch của toàn cầu và một con virus này nó cực kỳ nguy hiểm nha. Hiện tại thì mình mới coi thời sự tin tức thì ở Ý người ta đã phát hiện ra đã bốn cái chủng virus này rồi, nó biến thể liên tục nên nó rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên là chúng ta phải có cái trách nhiệm với cái cơ quan chức năng là người ta đã rất là cố gắng để đảm bảo cái sức khỏe cho người dân, và khi cách ly thì nhà nước mình cũng cho ăn uống rồi đầy đủ, phục vụ sóng wifi rồi cho sử dụng. Thì mình theo các phương tiện thông tin đại chúng thì mình thấy nếu mà ở so với thế giới thì thật sự Việt Nam mình đang cách ly rất là tốt luôn và chăm sóc cái người cách ly cũng rất là tuyệt vời. Thế vậy nên là nếu mà ai mà có cái ý không hài lòng hay là có cái thái độ gì á thì mình nghĩ không 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 nên, và nó cũng không được tốt luôn. Nó gây cái hiệu ứng xấu cho cái những cái người cách ly, và những cái người mà chưa bị cách ly người ta cảm giác là sẽ sợ. Nhưng mà bởi vì cái đại dịch này nó rất là nguy hiểm, chính vì vậy nên khi khi đã nghi nhiễm là phải cách ly, và anh đi từ vùng dịch về là anh phải cách ly, đó là cái tinh thần tự giác luôn, chứ không phải là đợi cơ quan chức năng tới làm thuyết phục 2 3 tiếng đồng hồ rồi mình mới đi cách ly. Điều đó là đã thể hiện là anh đã thiếu cái tinh thần trách nhiệm với cộng đồng rồi. À, mà khi cách ly anh còn nói là ở đây nóng bức rồi khó chịu rồi như ở nhà làm sao được, đây đâu phải là anh đi du lịch, đâu phải là anh đi chơi đâu, đây là anh đi cách ly. Cách ly thì nó phải đúng cái tiêu chuẩn cách ly người ta để không lây lan con virus ra phía bên ngoài, để không lây lan ra cộng đồng. À, chứ anh đi cách ly mà đâu phải anh đi chơi, anh đi resort, anh đi du lịch đâu mà phải phục vụ cho anh cái này cái kia. Thì đây là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, mình cũng không có ý đã kích hay là làm căng lên vấn đề, nhưng mà mình thấy mình đọc báo rất là nhiều, mình thấy cũng bức xúc. Ngày hồi chiều mình đọc qua bài báo của báo mới đó, thì người ta có viết là anh này là ai mà được ưu sách này nọ. Trong cái giai đoạn này là không ai được ưu sách đấy nha, trừ các cán bộ cấp cao hay là lãnh đạo cấp cao, người ta có những cái đặc quyền riêng thôi, còn lại tất cả người dân là đều như nhau hết. À, giàu nghèo mình không biết. Vì ở vấn đề dịch thì hiện tại là Việt Nam mình theo ghi nhận đến mình mới đọc tin tức hồi nãy là có 35 người, thì trong đó cái cô bé ba nhiễm Covid Covid 19 là thứ 35 này là đang làm cho Thế Giới Di Động điện máy xanh. Thì cô ấy cũng phát hiện dương tính với Covid 19 bởi vì tiếp xúc với hai người anh thì cũng bị nhiễm Covid 19 rồi. Thì tiếp xúc với cô này bị nhiễm thì hiện tại đang là được điều trị và cách ly rồi tại Đà Nẵng rồi. À, và cơ quan chức năng đang tìm những cái người mà tiếp xúc gần với cô gái này để tiến hành cách ly và theo dõi cái sức khỏe. Thì nói chung đại dịch này là nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người, ảnh hưởng tới kinh tế, công việc, thậm chí là công việc hiện tại, công việc mình đang làm đây cũng rất là bấp bênh, cũng chưa biết là như thế nào. À, bây giờ là cả cái xã hội đang lo lắng, cả thế giới đang gồng mình là chống dịch, thì mình chỉ là một nhỏ bé thôi của cái thế giới này thôi, nên mình phải góp phần. Ít ra là mình nếu mình đi từ vùng dịch về là mình phải có trách nhiệm,
khai báo y tế, rồi nếu cơ quan y tế người ta nói cách ly là mình phải cách ly, để đảm bảo thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe cho mình, cái thứ hai là để đảm bảo cho những người xung quanh. Bởi vì với cái điều kiện kinh tế như Ý mà mình mới đọc hồi chiều là mới có trên 10.000 người bị thôi, mà hiện tại là đã cảm giác là đã thiếu các thiết bị y tế rồi. Thì các bạn nghĩ nếu Việt Nam mình 10.000 người bị thì sao? Thì nó khủng hoảng tới cỡ nào? Nên các bạn phải biết là phải khống chế ngay từ ban đầu, cho để khi mà nó đã lên cao rồi là rất là khó để kiểm soát. Thì mình thấy thông cảm cho cơ quan chức năng, cơ quan y tế, bây giờ người ta cũng đang làm hết sức để cố gắng là không có để dịch nó lây lan ra quá nhiều. Bởi vì mình thấy cái sự nghiêm trọng của vấn đề này là nếu nó nhiều lên là rất là nguy hiểm. Tất nhiên mình không nhìn ở góc độ tiêu cực, sống là phải tích cực. Từ từ rồi mọi việc nó sẽ qua thôi. Ngay cả Trung Quốc người ta 80 mấy ngàn ca nhiễm mà người ta cũng đã xử lý gọi là cũng đã gọn rồi, cơ bản là số người chết cũng không có tăng lên. Thì hiện tại thì nếu mà nó số người chết nhiều nhanh nhất thế giới thì chắc mình nghĩ là Ý và Iran, thì số người chết đang rất là cao, số người nhiễm cũng rất là nhiều. Còn lại Trung Quốc người ta đã kiểm soát rất là tốt rồi, tại nhờ những cái chính sách mà cách ly cả một cái thành phố 11 triệu dân. Mà ngay cả bây giờ Ý người ta đã cách ly cả nước Ý luôn, là hơn 60 triệu dân người ta đã cách ly toàn bộ, hạn chế ra ngoài đường, hạn chế đi lại, không được đi xuất cảnh này nọ. Thì mình phải biết cái sự nghiêm trọng của vấn đề này rồi. Việt Nam mình hiện tại đang chống dịch rất là tốt, thì mình phải cố gắng hỗ trợ. Mình không làm được cái gì nhiều thì mình cũng ít ra mình phải có cái tinh thần tự giác thôi, chứ mình không có nói vấn đề to lớn là anh phải ủng hộ tiền bạc, anh phải làm cái này làm cái kia xã hội. Nếu mà có khả năng thì bạn làm là bạn tốt thôi, nhưng mà nếu mình chưa có khả năng là mình quan trọng là mình phải giữ gìn sức khỏe này, ra đường đeo khẩu trang, đi đến những nơi hạn chế đến những nơi đông người, hạn chế tung những cái tin bậy bạ, chia sẻ những cái bài báo nó không tốt trên mạng xã hội, thậm chí là những cái công thức trị bệnh ABC là mình thấy không được, mình không bao giờ tin những cái điều đó. Cái gì nó cũng phải được khoa học với chứng minh. Cái thứ hai là những cái tin giả đó, khi các bạn chia sẻ là các bạn phải kiểm chứng, khi chia sẻ cái tin giả là bây giờ là cơ quan chức năng người ta sẽ phạt rất là nặng, thậm chí là có thể ngồi tù. Nên mình không tiếp tay cho, thứ nhất là không chia sẻ là các cái thông tin không chính thống. Mình chỉ coi những cái thông tin chính thống như VTC, như là báo 24 giờ hay là VTV 24, những cái thông tin, những bài báo chính thống thì mình mới xem. Mình xem để mình biết tình hình thôi, chứ mình cũng không đừng quá bi quan, bởi vì Việt Nam mình đang làm rất là tốt và thế giới cũng đang cố gắng từng ngày để xử lý cái dịch này thôi. Nên mình cũng không quá bi quan, và thứ hai là mình không chia sẻ những thông tin sai sự thật. Và cơ bản là nó không chính thống là mình không chia sẻ, bởi vì chia sẻ nó sẽ ảnh hưởng tới những cái người khác, những người ta đang cố gắng từng ngày, người ta đang phải xa gia đình để chống dịch, thì mình làm như vậy có phải là tội cho người ta không, mà ảnh hưởng tới xã hội nữa. Ngay cả cô gái thứ 17 kia cũng là người thiếu ý thức, nhưng mà nói chung là con người mà ai cũng cũng sợ sợ chết hết đó. Nên là mình cũng phải thông cảm cho người ta, bởi vì sự việc nó cũng đã lỡ rồi. Có gì thì cơ quan chức năng người ta sau khi cô ấy khỏi bệnh thì người ta sẽ xử lý sao, người ta có những chính sách sao. Hiện tại thì cái khung pháp lý cho cái vấn đề mà trốn tránh cách ly này, khai báo gian lận là rất là nặng, các bạn có khung là phạt mấy năm tù luôn, để có tính răn đe với những người mà người ta cố ý gian dối đi từ vùng dịch về, mà nói là đi không đi từ vùng dịch về, có biểu hiện của cái dịch này mà cứ cứ là lảng tránh. Thì hiện tại là cơ quan chức năng đã đưa ra những cái quyết sách liên tục để đảm bảo là thứ nhất là khai báo chính thống, thứ hai là đảm bảo cách ly những cái người mà có khả năng nguy hiểm, gây nguy hiểm, mang virus này nọ. Nói chung là đầy đủ cái hành lang pháp lý, và hiện tại là mình cũng theo thông tin mình được biết là trên cái app CH Live và App Store thì người ta đã có cái ứng dụng là nCoV để tải về để đăng ký cái thông tin y tế cá nhân của toàn dân luôn. Thì nếu các bạn có thời gian thì các bạn lên đó đăng ký cái thông tin,
đăng ký để nhà nước người ta quản lý, có vấn đề gì thì người ta hỗ trợ kịp thời cho mình, đảm bảo sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Đây là một số cái quan điểm cá nhân của mình thôi, rất mong là các bạn nếu mà thấy hay và bổ ích thì chia sẻ cho người thân mình cùng xem, và nếu cũng thấy mình làm được cái gì cho xã hội này thì cứ cố gắng. Công việc thì vẫn phải cố gắng làm, mà nếu làm tốt thì tuyệt vời thôi. Rồi, chúc các bạn một buổi tối thật là may, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi, bye bye các bạn.